Hot, xin chào các bạn. Thưa các bạn, vào đúng cái ngày mà Nhâm Vàng Khang check-in vành móng ngựa để đền tội thì Facebooker thân thương của chúng ta Huỳnh Ngọc Thiên Vương News lại nhắc tên, lại déo tên một nhân vật khác tưởng chừng như là không liên quan nhưng lại rất liên quan đến diễn biến. Đó là Eo Trang Hy, Bùi Thanh Quỳnh Như kèm một clip do anh Tâm Huyết tự làm. Huỳnh Ngọc Thiên Vương News viết: giải trí cùng Eo Trang Hy, Bùi Thanh Quỳnh Như tuy là kẻ đóng góp rất nhiều công sức cho Nguyễn Phương Hề khiến drama bùng nổ ở thời giữa năm 2021, nhưng Eo Trang Hy lại là đối tượng quần quận con bị Nguyễn Phương Hề đuổi khỏi gia môn vì dám bon mồm tư vấn dạy đời cho cô tao trước bàn dân thiên hạ. Eo Hy cũng là nhân vật được toàn bộ bạn cũ lang thang đường phố cho rằng có mối tình đơn phương với nhân vật hèn hạ nhất drama là Tất Hồng, khả năng rất cao sắp tới sẽ được gọi là bị can. Eo Trang Hy vào thời đu bám Nguyễn Phương Hề được cho là học trò xứng tầm của người cô, tự tạo lý lịch giả là luật sư quốc tế, cháu buộc tướng công an, gia thế không kém gì nhà cô, bịa chuyện hại người, suy diễn lật lọng, ăn không nói có, háo thắng, phản chắc và đặc biệt là thèm khát nổi tiếng đến điên cuồng và bằng mọi giá bám vào tên tuổi những người nổi tiếng để leo lên. Eo Hy cũng là người duy nhất sau khi bị đuổi khỏi cái gia môn bất hạnh đó mà không được bên nào chứa chấp. Quần quận con cũng như phe ủng hộ chính phủ đều ghê sợ những pha đâm bị thóc chọc bị gạo, quay xe cháy phố của Hy. Hiện tại thì Eo Hy đang lầm tưởng mình không phải trả giá gì và chễm chệ hàng ngày ra vài video đoán xem ai bị bắt, ai bị bớ, ai bị xử. Tuy nhiên là với số view 1 đến 3k một video, hiện tại có thể nói là Hy đang trở về cái máng nhợn. May mắn thì thời đu bám Eo Hy kiếm được biết tích góp còn đỡ, chứ không thì ... Lưu ý, Eo Hy chưa có chứng chỉ hành nghề luật sư. Công ty giải trí Hy tự lập mất 1,5 triệu đồng để làm đăng ký kinh doanh, hiện đang đóng băng hoạt động và toàn bộ nguồn thu trông chờ vào kênh YouTube. Tuy nhiên với số view lẹt đẹt như trên thì chính thức Hy còn cái nịt với tổng thu nhập là gần 0 đồng. Huỳnh Ngọc Thiên Vương News viết và sau đây là clip của anh. Hay nhất của các nghệ sĩ, kể cả Trấn Thành, kể cả Đàm Vĩnh Hưng hay là kể cả Hoài Linh đi, thì cái khôn ngoan nhất của Nhân nghĩ nha, là hãy nên tự chủ động rút ra. Tại sao? Tại vì bây giờ anh cố chấp, anh tham gia cái vị trí chương trình đó, mà khi mà anh giữ vị trí đó mà cái rating chương trình nó bị tụt xuống á, thì những chương trình khác người ta không dám mời anh. Cuối cùng view anh thật sự là ai, có liên quan gì tới Huỳnh Ngọc Thiên Vương hay không? Rồi tại sao mà lại ở đâu trên trời rơi xuống cho Quỳnh Như một cái lá đơn, rồi rất là tự hào tuyên bố là sẽ dạy cho Quỳnh Như một bài học. Và Quỳnh Như nói thẳng với cô Vi Oanh nè, Nhâm Hoàng Khang thì đã bị bắt rồi. Thì Quỳnh Như nghĩ rằng là Quỳnh Như cứ làm lâu lâu, Quỳnh Như làm những cái clip với mọi người, xong rồi Quỳnh Như cái nhắc cái tên cô Vi Oanh liên quan tới Nhâm Hoàng Khang để làm gì, để có vô tình có ai đó của cơ quan có thẩm quyền họ nghe thì họ cũng sẽ biết được rằng là cần phải hỏi Nhâm Hoàng Khang về vấn đề về View Anh nha mọi người. Có nghĩa rằng là cứ nhắc tên Nhâm Hoàng Khang với View Anh với nick Huỳnh Ngọc Thiên Vương cứ nhắc hoài luôn, thì Quỳnh Như tin rằng là sẽ cũng có lúc là lên đến được với tai của cơ quan có thẩm quyền. Nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng mà đi đấu tố Trấn Thành thì chắc chắn là bà Nguyễn Phương Hằng thì sẽ thua. Những việc mà anh Đàm Vĩnh Hưng làm nó là điều là hoàn toàn hợp lý. Mà chúng ta thấy rằng là cái thông tin về từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh nha là được công khai trên đài VTV luôn rồi đó, và thậm chí rằng là những đài truyền hình chính thống của cơ quan nhà nước. Vậy thì cuối cùng cô ta muốn gì? Cô ta là người đưa giấc mơ đó thì bây giờ cô ta phải là người chứng minh là tại sao cô ta có lý do đó, đúng không? Hay là bây giờ cô ta đang sợ cái lá đơn hình sự từ phía nghệ sĩ Hoài Linh? View Anh bây giờ giống như rằng là phải chiến đấu tới cùng, bởi vì không thể bỏ qua cho những cái con người đó. Em nhớ hoài một cái câu mà cô Nguyễn Phương Hằng nói về em nha. Cô tin rằng là ba mẹ em rất tự hào về em. Tao đã không muốn nói tới mày từ cái ngày mà ngồi nói chuyện với lại thầy Anh Quân rồi. Tao không muốn nhắc tới mày vì mày không xứng đáng. Bỏ
bỗng nhiên mày lôi tao vô để làm cái gì vậy? Mày muốn thể hiện điều gì vậy Quỳnh Như? Hay là mày muốn câu view? Mày tuột view quá rồi, mày muốn mọi người câu view hả? Hay là một ngày nào mày nghĩ rằng tao gặp mày ngoài đường tao tuột quần mày luôn, khỏi tuột view được không? Đúng không? Vừa xấu người, vừa xấu nết mà vừa hôi hám nữa. Thằng nào nó dám rinh mày, mày yên tâm đi, mày sẽ được ở giá suốt đời. Nếu như cô nghĩ rằng tất cả những gì con làm ngày hôm nay là sụp đổ, con không tin điều đó là sụp đổ đâu cô. Con không tin chỉ vì một lời nói của cô thì có thể hạ được uy tín của con trong câu chuyện này đâu. Con hoàn toàn không tin điều đó, bởi vì gia đình của con bảo đảm với cô rằng không thua gì cô đâu. Vâng, thưa các bạn, là ở một diễn biến khác thì người có quyền lợi và nghĩa vụ rất liên quan, ca sĩ Vy Oanh hiện đang vui trung thu muộn cùng Đức Lăng Quân và chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về việc này. Hot Team sẽ tiếp tục trở lại. Hẹn gặp lại các bạn và xin chào.